Team building là hoạt động rất được yêu thích những năm gần đây. Hoạt động này mang tính gắn kết tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đôi khi là để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi cùng nhau. Nhiều bạn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch, triển khai chương trình team building. Video này, Lương Gia sẽ gợi ý bạn 5 bãi biển tổ chức team đẹp và ấn tượng nhé. 1. Biển Sầm Sơn. Không thể phủ nhận, Sầm Sơn là bãi biển thu hút du khách hàng đầu ở miền Bắc. Với lợi thế, vị trí địa lý vô cùng thuận tiện cho du khách ở miền Bắc và miền Trung. Bãi biển Sầm Sơn sở hữu bãi cát dài, độ dốc thấp, những con sóng vô cùng ấn tượng. Cảnh quan ven biển cũng được cải tạo sạch đẹp nhờ sự đầu tư của tập đoàn FLC. Mùa hè này, bạn sẽ thấy các hoạt động team building tổ chức ở đây cực kỳ nhiều. 2. Bãi cháy Hạ Long. Hạ Long vốn đã rất nổi tiếng lâu nay với danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới. Và còn tuyệt vời hơn khi mới đây Hạ Long đầu tư bãi biển nhân tạo đẹp tuyệt vời ở bãi cháy. Bạn sẽ thích thú với bãi biển xanh trong và bờ cát trắng dài rộng miên man. Chơi team ở đây thì quá tuyệt vời. Chỉ có một điểm hạn chế nho nhỏ là Hạ Long quy hoạch bãi biển khá xa các khách sạn, nơi du khách lưu trú. Điều này cũng gây bất tiện một chút trong việc di chuyển. 3. Biển Cửa Lò. Đây cũng là một bãi biển không thể bỏ qua trong danh sách này. Tuy có hơi xa một chút từ thủ đô Hà Nội, nhưng bù lại, biển Cửa Lò dài, rộng, không gian đẹp, đặc biệt, sóng luôn nhẹ nhàng, chơi team ở đây cũng rất thích. 4. Biển Cô Tô. Nếu bạn thích những trải nghiệm mới thì Cô Tô sẽ làm hài lòng bạn. Có thể dịch vụ du lịch ở Cô Tô chưa tốt bằng những điểm du lịch khác trên đất liền. Tuy nhiên, Cô Tô là một hòn đảo ngoài khơi, vịnh Hạ Long. Trên đảo có những bãi tắm rất đẹp và thơ mộng. 5. Cát Bà. Nếu bạn đã từng đến Cát Bà, chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng Cát Bà có những bãi tắm đẹp nhất nhì miền Bắc. Sóng to, nước biển trong xanh, những hòn đảo nhỏ xa xa, tất cả làm nên một không gian đẹp mắt và ấn tượng. Những bãi tắm không quá lớn nhưng cũng đủ để các bạn tổ chức hoạt động team building trên biển. Trên đây là top 5 bãi biển phù hợp tổ chức team building ở miền Bắc theo sự lựa chọn của Lương Gia. Hy vọng các bạn sẽ có những ngày hè thật vui, sôi động và đáng nhớ. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của Lương Gia để cập nhật những tin tức, du lịch, sự kiện của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!